Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau những ngày có mưa do không khí lạnh đầu mùa tràn về, đến hôm nay Bắc Bộ trời chuyển tạnh ráo, ban ngày có nắng, song về đêm và sáng thì trời vẫn se lạnh. Thời tiết mang dần đặc trưng những ngày thu miền Bắc. Cụ thể là vào lúc này, nhiệt độ phổ biến ở mức dưới 24 độ. Riêng một số nơi núi cao còn dưới 20 độ như là tại Mẫu Sơn, Pha Đin hay là Sìn Hồ, trời lạnh. Quý vị chú ý trang phục phù hợp để đảm bảo sức khỏe. Còn trưa chiều trời tạnh ráo và có nắng nhẹ, mức nhiệt ngày tăng lên ngưỡng từ 30 cho đến 32 độ, nhưng gió đông bắc vẫn thổi nên cảm giác hanh hao, rất dễ chịu. Ở miền Trung, không khí lạnh kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới là hình thế gây mưa lớn điển hình ở khu vực Trung Bộ. Tuy nhiên, đến hôm nay, cả hai hình thế đều suy yếu nên mưa giảm về diện và lượng, chỉ còn từ Thanh Hóa cho tới Thừa Thiên Huế với lượng phổ biến dưới 20mm. Tuy nhiên, nguy cơ sạt lở đất đá vùng đồi núi còn ở mức cao, người dân chú ý đề phòng. Nhiệt độ vì vậy ở trong khoảng từ 29 đến 32 độ. Còn từ Đà Nẵng cho tới Bình Thuận, trời phổ biến tạnh ráo, có nắng và nhiệt độ cao hơn khoảng 1 cho đến 2 độ. Với phía Nam, gió mùa Tây Nam suy yếu, mưa dông ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ đang giảm nhanh. Trong ngày trời tạnh ráo, có nắng với nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên từ 28 cho đến 31 độ. Còn tại Nam Bộ, nhiệt độ từ 31 đến 33 độ. Đến chiều và tối nay, Tây Nguyên có mưa vài nơi. Còn tại khu vực Nam Bộ, mưa ở mức rải rác với lượng dưới 20mm. Trên biển, khu vực phía Bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, mưa rào và dông nhiều nơi. Trong khi ở khu vực giữa và Nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió Tây Nam cường độ trung bình khoảng cấp 4, cấp 5, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Thủ đô Hà Nội khả năng xảy ra mưa trong ngày và đêm nay ở mức thấp khi mà chịu tác động của khối không khí lạnh ổn định và suy yếu dần. Trưa chiều trời có nắng nhẹ nên nhiệt độ cao nhất sẽ vào khoảng 31 đến 32 độ. Thời tiết mang dần đặc trưng mùa thu của miền Bắc. Thành phố Đà Nẵng vẫn có khả năng xảy ra mưa rào và dông rải rác, tập trung nhiều trong khoảng thời gian về đêm và sáng sớm. Còn trưa chiều có nắng với nhiệt độ cao nhất cũng ở mức 31 đến 32 độ. Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh thành miền Nam chịu tác động của gió mùa Tây Nam hoạt động yếu dần nên mưa giảm nhanh về diện và lượng, chỉ còn rải rác vào chiều tối với lượng mưa phổ biến dưới 20mm. Còn trong ngày thì trời nắng nhiều hơn, cường độ mạnh vào trưa chiều nên nhiệt độ cao nhất ở mức từ 33 đến 34 độ. Thuộc Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc Trung Bộ kết hợp với rìa Tây Nam, lưỡi áp cao lục địa tăng cường yếu sau ổn định, nên thời tiết từ 24 đến 26 tháng 9 trời chuyển tạnh ráo, se lạnh vào đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ.
riêng một số nơi thuộc vùng núi có thể giảm xuống dưới ngưỡng 19 độ. Sau đó vào ban ngày, nhiệt độ có thể tăng lên ngưỡng từ 30 đến 33 độ. Do ảnh hưởng của rãnh thấp qua khu vực Bắc Trung Bộ kết hợp với rìa Tây Nam lưới áp cao lục địa tăng cường, nên trong 24 đến 48 giờ tới, ở các tỉnh từ Thanh Hóa cho tới Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông, lượng mưa lớn tập trung từ Hà Tĩnh cho tới Quảng Bình. Người dân đề phòng sạt lở đất đá vùng đồi núi và ngập úng vùng trũng thấp ven sông khu đô thị. Từ ngày 25 tháng 9, mưa có xu hướng giảm nhanh về diện và lượng. Do có mưa nên nhiệt độ tại khu vực này không quá cao, chỉ từ 27 cho đến 30 độ. Còn các tỉnh thành từ Đà Nẵng cho tới Bình Thuận trời có nắng gián đoạn nên nhiệt độ từ 30 đến 33 độ. Miền Nam chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam hệ thống thời tiết trên, kết hợp với gió mùa Tây Nam có cường độ yếu đến trung bình. Trên cao là rìa Tây Nam lưỡi áp cao cận nhiệt đới lấn về phía Tây, nên thời tiết khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến ở ngưỡng từ 27 cho đến 30 độ tại khu vực Tây Nguyên và khoảng từ 30 cho đến 33 độ tại khu vực Nam Bộ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, toàn Biển Đông bao gồm cả hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, gió thổi với cường độ trung bình đến yếu nên tình trạng biển bình thường. Tuy nhiên, mưa dông còn diễn ra nhiều nơi trong 24 giờ tới. Từ ngày 25 tháng 9, mưa dông giảm nhanh về diện và lượng, thời tiết thuận lợi hơn cho các hoạt động hàng hải. Thank you.